ngày 27 tháng 11 năm 2023. Hôm nay thì uh, Minh Hải có một cái chủ đề rất là hay. Chiều ngày hôm nay thì uh, mình đã nhận được khá là nhiều những lời đề nghị của các bạn là Minh Hải cứ hay nói về đội tuyển Việt Nam bây giờ nhưng mà tại sao lại không nói đến cái kế hoạch để mang những cầu thủ Việt kiều hay nhất của chúng ta về. Điều kiện nào để chúng ta có thể đưa được họ về và hiện nay thì đang có những khó khăn như thế nào, đặc biệt là trong quá trình nhập quốc tịch. Thì hôm nay vì uh, vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Và mình cũng sẽ nói sâu hơn về cái lịch sử mà chúng ta đã bắt đầu tính toán cái việc là sử dụng những cầu thủ nhập tịch, những cầu thủ Việt kiều và sau đó là chúng ta có thêm những cái câu chuyện nữa, đặc biệt là câu chuyện nó mang tính thời sự là liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thay đổi như thế nào và cũng thành lập những ban bệ ra sao để có thể thu hút được những cầu thủ Việt kiều có đủ điều kiện về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình xin phép là sẽ chia sẻ câu chuyện này bởi vì là như các bạn đều đã biết thì ở trong cái kế hoạch của huấn luyện viên Philip Chu C nhiều người thì nói là cái bản kế hoạch của ông Chu C nó chỉ dài có 60 mươi mấy trang thôi thì mình phải chia sẻ với các bạn luôn là 60 mươi mấy trang đấy chỉ là sáu uh, nó chỉ là cái kế hoạch ban đầu thôi còn về sau đó đã là hơn 80 trang rồi các bạn ạ và trong đó thì huấn luyện viên Philip Chu C nói đến một trong những cái nhân lực rất là quan trọng đó là những cầu thủ Việt Nam hoặc những cầu thủ có quốc tịch việt nam hoặc những cầu thủ có thể nhập quốc tịch việt nam hiện nay đang thi đấu ở những nền bóng đá lớn và ông chu siê thì đã viện dẫn một cái sự thật mà ông đã rút ra được từ khi mà ông làm việc ở châu phi đó là những đội bóng châu phi tại sao họ lại có một cái đội tuyển quốc gia mạnh như thế nhiều người nói là kinh tế của những nền bóng đá của những đội tuyển đến từ châu phi đó không phải là quá tốt hay nói chính xác hơn là thậm chí còn nghèo hơn cả việt nam nhưng mà tại sao họ vẫn đào tạo ra những cầu thủ chất lượng thì mình cho là cái này là chúng ta đang hiểu hơi sai tất nhiên là những cầu thủ chơi ở giải vô địch quốc gia tại châu phi họ vẫn có những cầu thủ hay nhưng xin thưa với các bạn luôn là tuyệt đại đa số những ngôi sao lớn nhất của những đội tuyển châu phi thì đều được đào tạo ở châu âu đó những tuyển trạch viên họ đến những cái quốc gia đó sau đó là họ tìm kiếm nhân tài sau khi tìm kiếm được nhân tài xong họ đưa sang châu âu cho nên là rất nhiều những cầu thủ là gốc châu Phi, là người châu Phi thi đấu cho đội tuyển quốc gia châu Phi Nhưng mà họ được đào tạo từ bé ở môi trường châu Âu Đó, cho nên là các bạn đừng có nghĩ là tại sao châu Phi họ nghèo, châu Phi họ luôn luôn gắn liền với cái nghèo, với cái đói, với cái cái sự lạc hậu Mà tại sao họ đào tạo ra nhiều cầu thủ hay như thế thì trong cái bản kế hoạch cũng như là cái bản báo cáo thì ông Philip Chu đã phân tích với liên đoàn bóng đá Việt Nam rằng là các cầu thủ của các cầu thủ trẻ giỏi đấy, họ được các nhà tuyển trạch của các đội bóng châu Âu tuyển sau đó là đưa sang châu Âu để à, đào tạo trẻ và họ cũng thi đấu ở giải các giải vô địch quốc gia tại châu Âu. Chỉ bởi vì là họ không có đủ cái điều kiện để khoác áo đội bóng bản địa bởi vì nhiều cầu thủ là có hai quốc tịch. Đấy và à, đây là một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ là ông Philip Chuci đã hỗ trợ cho chúng ta cũng như là đẩy nhanh cái tiến độ và thậm chí là tạo thêm áp lực cho chúng ta để chúng ta có được một cái động lực mạnh hơn để tiếp tiếp cận với những cầu thủ Việt kiều sớm và để họ nhập quốc tịch của chúng ta sau đó là cho họ thi đấu. Ví dụ như là trường hợp của An Khánh các bạn Nếu như mà bạn An Khánh bạn ấy thi đấu được cho đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi thì bạn ấy sẽ không còn thi đấu cho được cho đội tuyển Cộng hòa Séc nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện nó đầy đủ và hôm nay mình cũng trả lời các bạn luôn là tại sao những trường hợp như là philip nguyễn lại rất là khó lấy được quốc tịch thì ở đây mình nói là có rất nhiều việc chúng ta không thể làm theo cái kiểu chiếu lệ được và chúng ta cũng đừng yêu cầu vì bất cứ một lý do gì mà chúng ta yêu cầu nó phải thông thoáng bởi vì xin thưa với quý vị và các bạn là cái gì nó cũng cần phải có quy trình Đấy chứ không bao giờ chúng ta xé một cái rào ra để cho rất nhiều những người khác họ lại bắt đầu họ lại bắt đầu họ mình xé rào ra để cho người khác chui là không được hôm nay mình xin phép à, ok bạn thiện phúc bạn thiện phúc cứ thoải mái đi bạn nói gì cũng mình cũng thoải mái mà đó thì hôm nay mình sẽ trả lời các bạn như thế này à, câu chuyện liên quan đến cầu thủ việt kiều hay là cầu thủ nhập tịch thì chúng ta cũng đã nói từ rất lâu rồi từ những năm đầu những năm 2003 khi mà mình mới đi làm thì mình đã nghe thấy cái câu chuyện về các cầu thủ việt kiều rồi những cầu thủ uh, nhập tịch sau đó là đến vào những năm 2007 2008 thì là chúng ta có được những cái loạt uh, cầu thủ nhập quốc tịch rồi được gọi đến đội tuyển quốc gia có đinh hoàng mắc có đinh hoàng la có huỳnh Kesley, đó có phan văn san tốt đó thì cái câu chuyện về phan văn santos hát quốc ca việt nam thì không thuộc nhưng mà hát quốc ca brazil thì lại hát rất là to ngay trên sân vận động quốc gia mỹ đình khi mà đội tuyển việt nam chúng ta đã giao hữu với đội olympic brazil với những ronaldinho với những anderson và lúc đấy thì được dẫn dắt bởi huấn luyện viên dunga và tự nhiên sau đó thì liên đoàn bóng đá việt nam đã họp và thay đổi cái quy chế và cũng thay đổi luôn cả cái yêu cầu tức là kể từ đó chúng ta không còn sử dụng những cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia nữa, nhưng mà chúng ta xúc tiến để mời những cầu thủ Việt kiều về. Dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang Seo thì huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã từng đi châu Âu rồi, cũng đã từng tiếp cận với uh, uh, Philip Nguyễn rồi, cũng đã từng tiếp cận với một loạt những cầu thủ Alexander Đặng nữa. Và thậm chí là sang cả naui Uy để gặp uh, Alexander Đặng. Nhưng mà thầy Park về sau về thì báo cáo là các bạn đấy không có không có một cái chút gì gọi là Việt Nam cả đặc biệt là bạn uh, Alexander Đặng tức là bạn đấy thì uh, vẫn ăn bằng dĩa không nói được tiếng Việt nói tóm lại ra là chúng ta chỉ có cảm giác là anh ấy là một người châu Âu mang dòng máu Việt Nam thôi chứ còn không có không có những cái đặc điểm nhận diện mà mà chúng ta thường thấy ở người Việt Nam mà huấn luyện viên Park Hang Seo thì yêu cầu là xây dựng đội tuyển là dựa trên cái gọi là tinh thần Việt Nam và nếu như anh không hiểu Việt Nam anh không hiểu cái ngọn nguồn sức mạnh của người Việt Nam thì không thể nào mà mà có thể phát triển được nhưng mà lúc đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm việc với liên đoàn và đưa ra ba khâu ba khâu này là ba khâu để 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 tính toán đầu tiên là liên đoàn bóng đá Việt Nam phải thẩm định liên đoàn bóng đá Việt Nam thẩm định sau đó là đến hội đồng huấn luyện viên quốc gia thẩm định thì lúc đấy mới lên ban huấn luyện và lúc đấy huấn luyện viên trưởng mới đi xem những cầu thủ đó thi đấu đó còn lại nếu không thì chỉ có tập trung bằng băng hình thôi thì sau cái chuyến đi đó của huấn luyện viên Park Hang-seo thì liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thực sự mình thấy là cũng đã có những cái vào cuộc một là xây dựng cái đội ngũ gọi là tuyển trạch viên tức là ở đây là phòng đối ngoại của liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải tìm cách làm sao đấy chúng ta phải phát hiện ra những cái, cái cầu thủ Việt kiều từ khi các bạn ấy còn rất là nhỏ sau đó là sẽ làm việc với gia đình Đấy, để nhập quốc tịch cho các bạn đấy, nếu các bạn đấy chưa có quốc tịch. Còn nếu không thì các bạn ấy có quốc tịch rồi thì sẽ mời các bạn đấy về để thi đấu cho những đội trẻ. Các bạn biết là thời gian gần đây thì có rất là nhiều những cầu thủ của... trẻ của Việt Nam, chính xác là gốc Việt cũng đã có được cái uh, cơ hội để được gọi lên các đội tuyển quốc gia lớn. Đó, chưa làm Nói gì thì nói. Nó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời và cũng xin được uh nhấn mạnh với các bạn một lần nữa đó là câu chuyện uh, kế hoạch đó là một chuyện nhưng bên cạnh cái kế hoạch tức là bên cạnh cái ý tưởng bên cạnh cái chuyện xúc tiến ra thì nó còn rất nhiều vấn đề và một trong những vấn đề khó nhất đấy là làm thế nào để cho cầu thủ này sẵn sàng về Việt Nam bởi vì các bạn biết là họ quen với cái môi trường bóng đá ở Châu Âu rồi họ quen với môi trường bóng đá ở nước bản địa rồi cuộc sống rồi sinh hoạt tất cả mọi thứ đều rất là ổn Thế bây giờ mà họ về Việt Nam thì liệu mọi thứ có ổn không? Đấy, rồi câu chuyện liên quan đến tiền bạc, thậm chí là nhiều người. Các bạn biết là nếu mà khi đưa các cầu thủ trẻ mà về Việt Nam, nhiều gia đình họ còn cảm thấy không yên tâm cơ. Ví dụ như đợt vừa rồi, bạn Andre An Khánh, bạn ấy về mà cả gia đình phải về theo, cả bố, cả mẹ và cả anh. Đó. Thì cũng là vừa về chơi nhưng mà cũng phải đi theo Nếu như mà An Khánh mà về thi đấu Ở một câu lạc bộ nào đấy ở Việt Nam thì đồng nghĩa là bố, mẹ hoặc là cả hai sẽ phải về Việt Nam. Và các bạn biết điều này là điều cực kỳ khó, cho nên là mình cũng chia sẻ với mọi người để mọi người cũng có một sự đồng cảm với liên đoàn bóng đá Việt Nam, nó không hề đơn giản một một chút nào. Bởi vì các bạn biết là hiện nay, hiện nay thì rất nhiều quốc gia đang phát triển bóng đá, rất nhiều quốc gia cũng đang cạnh tranh nhau, đặc biệt là những nhân sự mà mà nó có sự liên hệ của rất nhiều quốc gia. Ví dụ như là trường hợp của An Khánh thì bạn đấy có cơ hội để vào một đội bóng của Cộng hòa Séc. Và các bạn biết không ngày đầu tiên mà khi mà An Khánh về Việt Nam thì lúc đấy các phóng viên đã hỏi chính xác là team của Vlog Minh Hải đã hỏi là thế bạn ấy bạn về thì bạn có nếu mà giữa đội tuyển Việt Nam và đội Cộng hòa Séc thì bạn chọn đội nào. Mình nói thẳng luôn là mình rất là thích An Khánh là vì bạn nói rất là thẳng là nếu như mà được gọi lên cả hai đội thì bạn ấy thích đá cho Cộng hòa Séc. Thì bởi vì là hai yếu tố, yếu tố đầu tiên cộng hòa Séc đương nhiên phải hơn Việt Nam, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, xin thưa với các bạn luôn là nếu thi đấu được cho đội tuyển cộng hòa Séc thì bạn ấy đỡ phải thay đổi nhiều thứ. Gia đình vẫn làm việc ở bên đó, bạn ấy vẫn quen với cái lối sống ở bên đó, thời tiết ở bên đó, chế độ dinh dưỡng ở bên đó. Thành ra là đây sẽ là một cái cực kỳ khó khăn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để có được cái việc đó? Thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm một việc mà mình đánh giá là là rất là hay và kịp thời. Đó là mở rộng cho các câu lạc bộ. Tức là bây giờ các câu lạc bộ sẽ được sử dụng những cầu thủ Việt kiều. Đó, kể cả những cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch, ví dụ trường hợp của Philip Nguyễn, cho thêm một suất. Đấy, để mở rộng để kích thích cái việc là các đội bóng sẽ đi tìm. Và khi các đội bóng đi tìm đấy thì họ sẽ ký hợp đồng. Họ ký hợp đồng thì sẽ giải quyết được một vấn đề rất lớn. Đó là gì? Là tìm ra nhân tài và thuyết phục họ về. Và các bạn biết là khi về câu lạc bộ rồi Lương họ rất là cao, thưởng họ rất cao Ví dụ như là Philip Nguyễn Mình nghe đâu đó là bạn đấy Tiền lót tay của bạn đấy là gần 500.000 đô một năm Tức là chúng ta tính ra nó khoảng tầm khoảng tầm 10 tỷ 10 tỷ một năm Thì các bạn thấy là thực sự là khủng khiếp đấy, Và phải lấy những cái chế độ đại ngộ Của các câu lạc bộ Để kéo các bạn ấy về Và khi kéo các bạn ấy về rồi Thì sẽ giải quyết được thêm một vấn đề nữa Là các bạn đấy sẽ hiểu về bóng đá Việt Nam, các bạn đấy sẽ có ngôn ngữ chung với bóng đá Việt Nam, bạn đấy cũng bắt nhịp được về bóng đá Việt Nam và quan trọng nhất là bạn đấy sẽ coi Việt Nam là quê hương. đó, thì đây là một cái hướng đi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thay đổi. À, hôm trước mình có nói chuyện với anh Trần Quốc Tuấn là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì anh nói là anh đã chỉ đạo từ trên xuống dưới và phòng các đội tuyển quốc gia là phòng mà sẽ phải đứng ra để giải quyết tất cả những cái việc đó. Ví dụ như liên hệ với gia đình như nào, phải giải thích cho gia đình ra sao đấy, Giải thích với cầu thủ như nào, kế hoạch, kế hoạch như thế nào Bởi vì là nó không hề đơn giản, các bạn biết rồi Là kế hoạch cho mỗi một cầu thủ là khác nhau Đấy. Ví dụ như là cầu thủ này thì cần thêm một năm nữa, 2 năm nữa Hoặc là bây giờ đã ở U19, à, sau đấy đấy lên U23 rồi mới lên đội tuyển Thì tất cả các cầu thủ sẽ được vạch một cái lộ trình riêng cho từng cá nhân cầu thủ một Đó. <laughs> sau đó thì mới chăm bẵm sau đó thì mới hỗ trợ cho nên mình nói là nhiều người nói là tại sao Philip Nguyễn lại về về Việt Nam thi đấu rất là lâu rồi mà có một cái quốc tịch thôi mà không làm được thì mình chia sẻ với các bạn luôn là cái hồ sơ của Philip Nguyễn đấy là nó không phải là một cái hồ sơ nó thực sự là là chuẩn ngay từ đầu cho nên là cứ mỗi một lần làm việc thì nó lại nó lại xảy ra những vấn đề khác bình thường ra thì người ta có thể nhờ một cái bên họ có nhiệm vụ và họ am hiểu họ làm họ yêu cầu ngay ví dụ như là tên là Philip Nguyễn là không được chấp nhận Bởi vì là Việt Nam của chúng ta họ là phải viết ở trên Nếu mà bạn ấy đổi thành Nguyễn Philip thì ok Đó Và con trai của Philip Nguyễn thì đúng là tên là Nguyễn Philip thật Đấy và bạn nhỏ này đã có quốc tịch Việt Nam Cho nên hôm vừa rồi mình tại sao mà mình phát cái bài quốc ca của Philip Nguyễn và có thể là nhiều người xem cái chương trình đó Mọi người nhìn thấy hình ảnh đó Thì mọi người hỏi về cái câu chuyện Liên quan đến những cầu thủ Việt Kiều Hiện nay mình nói với các bạn là liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi cả cái thời gian diễn ra giải vô địch quốc gia cho nó trùng với châu Âu để chúng ta có thể lấy được những cầu thủ Việt kiều về. Đó. Thứ hai nữa là chúng ta xúc tiến bằng tất cả khả năng. Ví dụ như là hôm vừa rồi mình có nói chuyện với anh Tổng thư ký là anh Dương Nghiệp Khôi của VFF. Thì mình nói là cái trường hợp như của Philip Nguyễn ấy là mình có làm công văn để 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 nhờ các bộ ban ngành chức năng họ hỗ trợ để đẩy nhanh cái tiến độ giúp cho phía Nguyễn có được quốc tịch Việt Nam để thi đấu hai cái trận đấu vừa rồi ở tháng 11. Thì anh Dương Nghiệp Khôi có nói là bọn anh thì không có cái chức năng đó. Nhưng mà trước đây thì cái ban tổng thư ký cũng đã làm công văn để gửi sang văn phòng của chủ tịch nước. À, bây giờ thì đang có một cái lợi thế đó là tránh văn phòng chủ tịch nước bây giờ thì lại là anh Lê Khánh Hải. Anh Lê Khánh Hải thì chính là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũ. Cho nên là sẽ rất là tiện đúng không ạ? Đấy, các anh làm việc với nhau rất là tiện Chỉ cần gửi một cái công văn sang Thì tất cả mọi thứ sẽ rất là ổn Đó Thì các bạn thấy là trường hợp của Philip Nguyễn là một trường hợp rất điển hình Là câu bộ công an Hà Nội đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn Để đưa Philip Nguyễn về Để tập luyện để thi đấu ở công an Hà Nội Để làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam Để làm quen với à, cái điều kiện về cuộc sống Và bạn ấy cũng đưa cả vợ con về đây Và tới đây bạn có quốc tịch Việt Nam phát là lên thi đấu cho đội tuyển quốc gia ngay cho nên mình nói là cái kế hoạch của ông Philip Nguyễn à, kế hoạch của ông Philip Chu Xie Đấy, nó đã được triển khai ở cái 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 trường hợp của Philip Nguyễn Và mình mong rằng là Jackson Quang Vinh Peden cũng vậy Jackson Quang Vinh Peden thì hiện nay theo như thông tin mình có là bạn ấy chưa có quốc tịch Việt Nam Và nếu như mà để mà ok ấy, thì khả năng cũng rất là cao là Jackson Quang Vinh Peden Cũng sẽ đi theo cái hướng như của Philip Nguyễn Hôm vừa rồi thì mình có hỏi anh anh Trần Tiến Đại đó, Mình có hỏi anh Trần Tiến Đại là trường hợp của Philip Nguyễn tại sao mình lại không mình lại không đưa mình không 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 nhập quốc tịch sớm cho bạn đấy để bạn đấy được đăng ký với tư cách là nội binh còn lại thì rất là đơn giản chúng ta sẽ dành một cái suất uh, cái suất um, cầu thủ Việt Kiều mà chưa có quốc tịch cho một cầu thủ khác thì anh ấy bảo là bây giờ chưa có kế hoạch gì cho việc đó thì mình nói luôn là rất sân quang vinh Pedan đang rất là hay anh thấy thế nào thì anh ấy cũng trầm ngâm anh ấy cũng suy nghĩ mình biết là có khá là nhiều đội cũng rất là muốn kết nối với Jackson Quang Minh Pendon và mình nghĩ là Jackson hoàn toàn có thể đi theo con đường của Philip đó. Còn trường hợp của An Khánh thì là một cái trường hợp rất đặc biệt đó là bạn ấy có cả bố cả mẹ là người Việt Nam, Chứ là bạn ấy sinh ra cái là bạn đã có quốc tịch Việt Nam rồi. Đấy. Và bạn đấy phải đủ ngày đủ tháng đủ năm thì bạn ấy mới có thể nhập quốc tịch được ở cộng hòa Séc nhưng lý do là vì sao là vì liên đoàn bóng đá cộng hòa séc thấy an khánh là một cầu thủ quan trọng cho nên là họ đã xúc tiến và để an khánh có được quốc tịch của cộng hòa séc và mình nói luôn là nếu như liên đoàn bóng đá việt nam mà muốn có được sự phục vụ của an khánh thì đây chính là giai đoạn quan trọng và bậc nhất để giải quyết vấn đề này bởi vì nếu không thì mình sợ là muộn mất mà muộn là chúng ta mất nhân tài Đấy, có thể là rất nhiều anh em cầu thủ họ ban đầu về họ cũng gặp nhiều khó khăn cũng phải cần có thời gian để thích nghi nhưng mà một thời gian sau thì có thể là họ chơi rất là tốt và mình nghĩ là an khánh là người và hoàn toàn có thể chúng ta chúng ta hoàn toàn có thể là là đặt niềm tin ngay sau khi bạn ấy bị loại khỏi đội u23 để dự vòng loại u23 châu á mặc dù được huấn luyện viên philip chuse đôn lên đội tuyển quốc gia nhưng an khánh đã từ chối và mình thì cũng đã kết nối với anh hoàng anh tuấn để đưa An Khánh đi uh, sang đá cái giải U18 tại Seoul nhưng mà An Khánh cũng đã từ chối và bạn ấy về cái là bạn ấy thi đấu luôn ở đội U19 của Cộng hòa Séc. Đó, cho là ở đây là mình nói về ba có bốn cái tên. Đầu tiên là ông Philip Chu Ông Philip Chu không phải là người nghĩ ra cái việc là Việt Nam của chúng ta nên sử dụng những cầu thủ Việt kiều. Nhưng chính ông là người mà thúc đẩy cho cái kế hoạch này nó diễn ra một cách mình nghĩ là thúc đẩy một cách nó mạnh mẽ hơn đó và thứ ba quan trọng lắm các bạn ạ quan trọng lắm đấy là chúng ta phải chuẩn bị những cái nguồn lực đó. ví dụ như là ngày xưa các bạn có thể thấy là như là mạc hùng quân chẳng hạn mạc hùng quân thì là huấn luyện viên mai đức trung có mối quan hệ rất là thân với nhà mạc hùng quân sang nói chuyện và đưa mạc hồng quân về trường hợp của philip nguyễn thì chú mai đức trung cũng đã từng đến nhà philip nguyễn ăn cơm rồi đã gặp gỡ philip nguyễn rồi đây chính là cái câu chuyện mà chú mai đức trung nói với mình Tức là các cầu thủ thì họ cứ 50 50. Hôm vừa rồi mình nói luôn là hộ mình vẫn còn giữ cái 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 profile ở đây. Có một bạn người Cộng hòa Séc. Đấy, bạn ấy không có liên quan gì đến cầu thủ Việt Kiều cả. Bạn ấy có gửi cho mình một cái CV và nhờ mình là xin cho bạn đấy một cái công việc nào đó ở Việt Nam. Tức là bạn ấy muốn thi đấu cho một đội bóng nào đấy ở Việt Nam. Và Mạc Hồng Quân cũng đã từng chia sẻ với mình rằng là phải nói là cái tiền lương, cái chế độ đại ngộ ở việt nam ở bóng đá việt nam dành cho các cầu thủ là rất cao cao hơn rất nhiều so với ở cộng hòa séc trên rất nhiều người muốn về Nhưng mà mình nghĩ là nếu như bây giờ mà chúng ta mà không hành động nhanh thì sẽ rất là khó bởi vì các bạn biết là những cầu thủ việt kiều thì họ thường là họ thường là chơi uh, từ khi còn nhỏ là họ đã bắt đầu phát huy được cái sự khéo léo của mình rồi hay là như mới đây các bạn biết là bạn Brett fan bạn Brett Phan là cầu thủ Việt Kiều mới 15 tuổi. Đã được triệu tập lên đội U16 của Mỹ. Đó. Thì nếu như mà trong trường hợp. Mà... Đây mình sẽ lấy cho các bạn ảnh của 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 Brett Phan. Mình uh, không biết là sẽ phải nói với các bạn như thế nào. Nhưng mà thực tình là nếu như mà chúng ta. Nếu chúng ta mà không. Uh, không 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 nhanh chân thì mình lo rằng là. Có thể là chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất là đắt Đấy là chúng ta sẽ mất đi những nhân tài Đây, mình uh, chia sẻ với các bạn Đây là bạn uh, Brad Fan đây Đây, U15 của Việt Nam đang có mặt tại uh, đội U16 của Mỹ Mình hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay cũng để cho các bạn nhìn thấy một phần và mình nói luôn là để thuyết phục những cầu thủ việt kiều về rất khó đấy, chứ là liên đoàn đã có một cái giải pháp rất là thông minh đó là truyền quả bóng sang cho các câu lạc bộ các câu lạc bộ lấy cầu thủ đó về và họ sẽ thi đấu cho đội tuyển quốc gia mình nghĩ là như vậy là rất là tuyệt vời ví dụ như là một số trường hợp như là của victor lê hay là martin lò thì mình nói luôn là những bạn này là những bạn mà à, victor lê thì khá là ok nhưng mà martin lò thì cái thể hình thể lực của bạn đấy thật sự là một vấn đề mặc dù martin lò rất là khéo phải nói kỹ thuật của bạn đấy rất là tốt đó thì đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn cũng nắm được đấy. các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra cho mình về chủ đề liên quan đến cầu thủ việt kiều thôi và mình hy vọng là jackson quang vinh piden cũng sẽ sớm có được cái cơ hội để về khoác áo đội tuyển quốc gia còn uh, philip nguyễn thì như mình nói với các bạn đấy tất cả nó phải đều phải theo quy trình đó còn uh, Philip Nguyễn thì mình nghĩ là khả năng cao là Asian Cup là bạn ấy có thể chơi được Minh Phúc K48 người nói là An Khánh sao không thấy về Việt Nam đá vậy Anh An Khánh thì uh, như mình mình đã từng làm một loài phỏng vấn về An Khánh rồi đấy An Khánh và gia đình thì muốn là bạn đấy sẽ hoàn thành hết cái 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 khoảng thời gian đào tạo trẻ ở bên Cộng hòa Séc bởi vì là cái kế hoạch của các bạn đấy là sau 18 tuổi mới được tập thể lực và sau 21 tuổi thì mới xong công tác đào tạo trẻ và bạn đấy không muốn đi đâu trước 21 tuổi. Lê Tuấn chưa nào cũng mở máy tính xem Minh Hải mấy lần đồng nghiệp nữ đi ăn trưa về toàn đúng đoạn Minh Hải nói về cao bao long chủ yếu sinh lý chị em nhìn mình cười khúc khích ngại quá. Ôi trời à, xin lỗi bạn rất là nhiều. Thực ra đúng là nó trùng hợp nhỉ nhưng mà bạn yên tâm không có không không, 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 nói chung là không có vấn đề gì nếu mà chúng ta không thực sự yếu thì chúng ta chả có gì phải lo lắng cả cho nên là mình đã nói đến bốn nhân vật ở trên ông chu xie đã tạo một cái áp lực rất là lớn cho liên đoàn và để liên đoàn là mạnh mẽ hơn và bản thân liên đoàn thì hiện nay họ cũng đã có cái quy trình rồi họ cũng đã xử lý được một vấn đề đó là truyền quả bóng sang cho các câu lạc bộ trường hợp của philip quyết là một trường hợp mình nghĩ là điển hình nhất là một ngôi sao sáng, là người mà đã được công an Hà Nội đưa về để thi đấu ở V League và thực sự bạn ấy đang chơi khá là tốt. Bạn ấy hòa nhập rất là nhanh và tới đây bạn ấy sẽ lên đội tuyển quốc gia. Trường hợp của Jackson Quang Vinh Pendon là một trường hợp mà thực sự rất là tiếc là cái sự kết nối của bạn đấy với Việt Nam là là khá là thấp. Đấy, mặc dù là cũng đã ngày trước mình cũng nói với các bạn là ngày trước có một đơn vị môi giới cũng đã muốn đưa Jackson Quang, Quang Vinh Pendon về thi đấu ở V League. Nhưng mà không biết là sau đó thì cái kế hoạch này không biết vì sao nó lại bị đổ bể. Đến đến bây giờ vẫn chưa thấy Jackson Quang Quang Vinh Peden về. Còn trường hợp của An Khánh thì mình nói là thực sự là gia đình bây giờ cũng đang cảm thấy hơi mất niềm tin. À gia đình An Khánh, bố của An Khánh thì thoảng vẫn nhắn tin cho mình, vẫn gửi cho mình những cái video của An Khánh. Thực sự là bạn ấy rất là muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Nhưng mà thật là đáng tiếc là đợt vừa rồi thì nó là một cái cú sốc quá lớn với bạn ấy. Cho nên là bạn ấy mình nghĩ là cần thêm thời gian để nguôi ngoai và nó cũng uh, cho chúng ta nhìn thấy một cái kẽ hở trong cách mà chúng ta đang thuyết phục các uh, hiền tài Việt Kiều về công hiến cho đội chủ quốc gia bạn uh, Bạn uh, Tấn Lê của nó là An Khánh bị ông Philip Chu C làm quê quá nên không thèm về Việt Nam nữa đâu. Thực ra thì bố của An Khánh cũng đã từng nói là không về nữa. Nhưng mà mình biết là đấy chỉ là câu nói trong lúc tức giận thôi. Chứ còn anh bản thân anh ấy với cả gia đình thì cũng rất là muốn An Khánh có được thành công ở quê cha đất tổ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá, mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình. Còn đây vẫn là một website luôn luôn đồng hành cùng với sức khỏe của các bạn trong một khoảng thời gian rất dài đó là đông á shop vn Đấy, vẫn là cao ba long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới đông trùng hạ thảo giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ yến kiều trưng đông trùng hạ thảo giúp chúng ta có được một cái sức khỏe tốt hơn và cái yến kiều trưng đông trùng hạ thảo này thì nó rất cần thiết với những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe những người đang điều trị bệnh đấy, mới khỏi bệnh hoặc là đang điều trị và đặc biệt các bạn đừng quên với những người mà làm việc vất vả, làm việc với cường độ cao, mệt mỏi thì yến kiều trưng đông trùng hạ thảo sẽ giúp chúng ta lấy lại được sức lực. Các bạn biết rồi là yến xào mà còn trưng với đông trùng hạ thảo thì nó tốt biết nhường nào. Nhưng chỉ dùng cho người trên 12 tuổi thôi các bạn nhé. Dưới 12 tuổi thì có yến kiều kit nó được tối ưu cho cái hệ tiêu hóa của trẻ em. Còn bổ thận của dược quý đường là một sản phẩm của quý ông. Đấy, hỗ trợ bổ thận trắng dương giúp tăng cường sinh lực, đấy, tràn trề sinh lực như thầy còn trai tráng. Đây, yếu sinh lý đây, ngày càng tăng cao và đang bị trẻ hóa này. Biểu hiện của yếu sinh lý cũng vậy, nó rất là đa dạng như là cái hệ quả của nó gây cho con người vậy. Đấy, bổ thận dược quý đường là bổ thận trắng dương giúp tăng cường sinh lực này, hỗ trợ cải thiện yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn thấy ở đây đều là những cái dược liệu rất là quý, có bạch tật lê, tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây là loại hóc môn kích thích cái ham muốn của chúng ta. Còn nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo, cao ba long, ba kích và kỳ kí tử là sáu cái vị này nó sẽ phối hợp với nhau để nó giúp cho cái ham muốn của chúng ta được thực hiện một cách tốt nhất mỗi ngày các bạn uống hai lần từ 2 đến 3 viên và sử dụng liên tục trong vòng ba tháng các bạn nhớ duy trì nhé nếu mà các bạn mở nắp rồi thì nhớ bảo quản trong tủ lạnh mình đảm bảo với các bạn là hiệu quả rất bền vững Đấy sung mãn tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn ở đây có một hàng chữ mà mình rất là muốn các bạn chú ý đó là bền vững nhờ cơ chế nội sinh bền vững nhờ cơ chế nội sinh là như thế nào là các bạn biết là ở trong cơ thể của chúng ta nó có những cái nhà máy mà bây giờ nó bị đóng cửa rồi nó không hoạt động nữa thì bây giờ bổ thận của dược quý đường sẽ giúp chúng ta đấy là làm hồi sinh lại các nhà máy đấy để nó lại sinh ra những cái chất từ bên trong nội là là trong sinh là sinh ra sinh ra từ bên trong chưa là nó phù hợp với cơ địa của chúng ta sử dụng rất là an toàn đấy là lý do vì sao chúng ta nói là tốt từ gốc và bổ từ trong là vì vậy số điện thoại mình để trên logo 024 777 các bạn nhớ alo đến số điện thoại này để các chuyên gia tư vấn miễn phí cho các bạn các bạn hỏi cái gì cũng được miễn là liên quan đến chăm sóc sức khỏe cảm ơn các bạn rất là nhiều bạn bạn Ngọc Tân Trịnh nói là An Khánh cứ tưởng mình là Việt Kiều là ngon khi không sử dụng thì lại hờn dỗi không bạn Tân Ngọc Trịnh bạn đừng nói vậy bạn nói thế thì Bạn thì thì không ấy đâu bởi vì là nó không đúng bản chất bạn à, thảo phan nói là hải dùng rồi thì mới nói đây em dùng đây em vẫn dùng đây bổ thận bổ dược quý đường đây em vẫn đang dùng đây đấy dùng chứ cái gì đâu mà không dùng bạn chu nguyễn có rất là rất nhiều cầu thủ việt kiều về đá đâu có bằng cầu thủ nội cứ xính ngoại nhưng bỏ phí nguồn lực trong nước mà Hồng Quân, Victor Lê đâu bằng được cầu thủ Việt Nam từng bốc quá Nếu chất lượng tốt thì họ đã không về Việt Nam Bạn uh, Chu Nguyễn thân mến là bạn trước đây bạn có xem mà Hồng Quân đá không? Bạn có xem mà Hồng Quân đá vào đầu những năm 2014 không? Nếu mà bạn xem mà Hồng Quân vào thời điểm đấy đá thì bạn thấy thế nào? Cái thứ hai nữa là về đến bây giờ ví dụ như là Jackson Quang Vinh Peden thì sao? Đó. Hay là ví dụ như là anh uh, anh Brett Fan đang thi đấu cho U16 Mỹ. Thì các bạn thấy thế nào? Các bạn đừng nhìn thấy những cầu thủ Việt kiều trước đây mà các bạn cứ nghĩ rằng những cầu thủ Việt kiều nào cũng kém. Đấy, cái ý mình muốn nói ở đây là gì? Là chúng ta cần phải có một cái cơ chế, chúng ta phải xử lý được để làm sao kéo được những cầu thủ Việt kiều về. Thì như thế nó mới là chuẩn. Chứ các bạn đừng bỉ bôi Đấy bạn quý đặng nói là sao mới được 15 like vậy các bạn ơi Like cho Minh Hải đi nha Chúng ta đang có gần 9.000 người đang xem mà số lượng người like mới được có 1 chín Các bác ai chưa like các bác nhớ like cho em nhá Ai chưa đăng ký các bác nhớ đăng ký cho em Bạn thông Trần Văn có nói là chào anh Hải Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam không cho nhiều cầu thủ Việt Kiều Cho câu lạc bộ mà chỉ có một cầu thủ vậy Nếu mà cho nhiều quá thì nó bị tràn lan các bạn ạ Mỗi một đội bóng chỉ lấy một cầu thủ thôi đấy là cầu thủ việt kiều chưa có quốc tịch việt nam còn những cầu thủ của việt kiều có quốc tịch việt nam rồi thì họ đá như một nội binh thôi chả có vấn đề gì <cười> <cười> Bạn uh, t vẽ có nói là Thái Lan, Indo nhập quốc tịch nhiều ăn thua gì đâu Mình không có nhập ồ ạt Đấy, và các bạn biết là nhập quốc tịch nó khác với cầu thủ Việt Kiều nó khác nhé À, hôm nay uh, mình vừa mới nhận được cái quả uh, bóng vàng các bạn ạ Đây, hôm nay mình vừa mới nhận được cái quả uh, bóng vàng, uh, bầu chọn quả bóng vàng Trưa ngày mai mình sẽ làm về cái chủ đề này để phục vụ các bạn nhé Chúng ta sẽ có cái chương trình về uh, danh hiệu của Hoàng vàng Việt Nam. Đó. Đây cho các bạn xem cái uh, cái Hoàng uh, vàng Việt Nam này. Cái phiếu bầu của mình đây. Đây, phiếu bầu đây. Đấy, các bạn nhìn ra đây người ta ghi này, kính gửi nhà báo Minh Hải này. Ngày mai mình sẽ uh, sẽ chia sẻ với các bạn về chuyện mình bầu cho ai nhé Bạn Thành Tâm của nó là anh Hải ơi, tại sao Việt Nam mình không nhập tịch uh, henryo của thép xanh Nam Định vậy? Uh, bạn henryo là hiện nay bạn ấy đang còn uh, thiếu một uh, thiếu 2 năm nữa. Tức là bình thường ra thì uh, mỗi một người nước ngoài phải ở Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam 5 năm liên tiếp thì mới có được cái uh, điều kiện cần để nhập quốc tịch. Bạn Jay Lee chào Minh Hải from England, chào bạn. Bạn thanh phạm của nó là bạn đừng nên nói với An Khánh như vậy, tội nghiệp cho người ta lắm nhé Là như nào nhỉ bạn thanh phạm nhỉ Mình khá là thân với gia đình của An Khánh và mình rất là bảo vệ An Khánh luôn Đợt vừa rồi mình cũng có một cái uh, cuộc nói chuyện với một trợ lý của ông Chu Xie về việc của An Khánh Thật sự là nhiều cái, mình cho là nó còn rất là nhiều cái để chúng ta trao đổi với nhau Bạn Tân Lê của nó là Tuấn Anh Vàng, Hoàng Đức Bạc và Tuấn Hải Đồng Các bạn rất là thích Tuấn Anh dành quảng vàng đúng không? Bạn Cường Bùi Vlog của đó là Minh Hải cho biết muốn tham gia vlog Minh Hải trả lời Thì hỏi ở đâu cho mình biết với Bạn Cường Bùi thân mến là ở trên page của mình thì mình vào cuối tuần Mình hay báo với các bạn Các bạn search chữ vlog Minh Hải là ra ở trên page nhé bạn bùi tuấn có hỏi là khi nào anh hải phỏng vấn philip nguyễn được không Lý nguyễn giờ đá ở đâu anh hải Lý nguyễn hiện nay đang học ở bên ấy nhá à, Lý nguyễn đang học ở bên à, bạn ấy vẫn ở mỹ bạn đang học bằng huấn luyện viên còn philip nguyễn thì cũng chả giấu gì các bạn mình đợi bạn đấy có quốc tịch việt nam sau đó là mình mới nói bạn à, việt nguyễn đức ở đó là chắc là nhà báo bầu cho hoàng đức ngày hôm qua mình có gặp tuấn anh hôm qua cũng uh, vui với đám cưới của văn hậu cũng uh, anh em cũng uống một chút sau đó là mình ra mình nói chuyện với uh, tuấn anh mình cũng nói thẳng luôn là mình rất là quý tuấn anh anh em chia sẻ với nhau khá là nhiều bạn xế văn có nói là thích hải làm những thước phim về sân cỏ rất hay cảm ơn bạn rất là nhiều anh tuấn khi nào thì làm chương trình thăm nhà cầu thủ quay lại với anh hải mình vẫn đang làm ấy chứ nó đã bao giờ thôi đâu mà quay lại chỉ có một cái là bây giờ giải đấu đang diễn ra giờ làm khó lắm Với cả làm một thời gian thì cũng nên dừng dừng lại tí Đúng không ạ? Chúng ta tém tém lại tí đợi cho một lứa ngôi sao mới lên đã Bạn Thanh Tùng 88 của nó là bạn Brandon Lý mới ký với đội U18 của Burnley Anh Hải có thông tin gì không? Của mình không Cảm ơn mọi người rất nhiều Bạn Nga Russia có nói là Tuấn Anh rất xứng đáng Nỗ lực không ngừng nghỉ Nên trao cho Tuấn Anh Nghị lực phi thường Minh Hải ơi Nó phải là nhiều yếu tố Chứ không phải là một yếu tố đâu các bác ạ Không phải là chỉ có mỗi một yếu tố duy nhất liên quan đến uh, Đến 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 sự cố gắng đâu Mình nghĩ nó còn phải là thành tích nữa các bác có câu hỏi gì hay hay kéo dài dài không nhỉ? Huy phạm của nó là anh Hải nên duy trì đều đặn chương trình bạn hỏi vì Minh Hải trả lời. Các bạn có muốn không? Hay là một tuần chúng ta làm hai chương trình, một chương trình vào ngày thứ bảy, một chương trình vào ngày chủ nhật. Tùy mọi người, mọi người hỏi thoải mái. Thực ra là mình biết cái nhu cầu hỏi của các bạn nó rất là cao. Chứ là mặc dù những cái chương trình mình đã cố gắng bỏ ra mỗi một chương trình là bỏ ra khoảng 20 phút Như vậy là mỗi một ngày các bạn có tối thiểu là khoảng tầm 40 phút được trả lời rồi nhưng mà vẫn không là đủ Bạn Văn Vẹn Lê có nói là Trương Thị Kiều sao chưa trở lại vậy Minh Hải Trương Thị Kiều thực sự là hiện nay đang có nhiều người sợ rằng là bạn ấy sau cái ca phẫu thuật vừa rồi Sợ bạn ấy khó có thể trở lại với phong độ đỉnh cao của bạn ấy trước đây được Bạn Đẩu Vương có nói là Minh Hải ơi, Quế Ngọc Hải có tên trong danh sách của Hóng Vàng không? Ngày mai nhá. Riêng chương trình của Hóng Vàng ngày mai mình sẽ đọc cho các bạn tất luôn. Bạn Hiệu Lê có nói là Philip Nguyễn và Đặng Văn Lâm thì cầu thủ nào chơi chân tốt hơn? Mình nghĩ là Philip Nguyễn chơi tốt hơn. Bạn Kiều Bắc nói là trưa nay chả có tiếng anh Hải à. Bạn xem lại hay sao chứ. Mình có thấy ai nói về chuyện mất tiếng đâu. Chương trình của chúng ta tiếng vẫn nhiều mà. Vẫn còn đủ mà. Hoàng Thiên kể là nếu ngày xưa mình có Ly Nguyễn thì Thái Lan cũng mệt với mình. Đấy, các bạn thấy Ly Nguyễn rất là hay. Mình rất thích cái cách chơi của Ly Nguyễn. Thông minh, mềm mại. Nói chung là đấy là mẫu cầu thủ mà chúng ta sẽ rất là cần. Máy xây dựng Châu Phan đó là anh thấy chương trình hỏi và trả lời rất bổ ích Minh Hải. Dạ vâng nếu mà mọi người muốn thì em lại tổ chức lại có thể là tăng lên một tuần chúng ta sẽ làm hai chương trình thoải mái mọi người thích kiểu gì cũng được nhưng mà nó phải là định kỳ làm nó phải định kỳ nam đại đế có nói là anh hải ơi em rất yêu đội tuyển việt nam nhưng với năng lực và phong độ hiện tại việt nam rất khó đá ở vòng loại thứ ba chúng ta sẽ vào được vòng loại thứ ba nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sẽ bị loại ở vòng loại thứ ba Bạn Dương Vi Nhật Tiến hỏi là anh có biết anh Võ Hoàng Bửu bây giờ làm gì không? Ngày xưa đá pen 10 đến 10, anh Bửu lâu lắm rồi mình không gặp. Bạn Huy Nguyễn của nó anh Hải có thông tin gì mới về huấn luyện viên của Thái Lan không? huấn luyện viên của Thái Lan thì mình có chia sẻ với các bạn hôm trước rồi. Ông Masatada Ishi là người rất là giỏi Ông đã từng cùng với Kashima Anler lên đỉnh cao đấy Đã từng vô địch Nhật Bản, đã từng vô địch AFC uh, Champions League Đã từng uh, vào uh, giành uh, ngôi Á quân của giải FIFA Club World Cup Hình như là thua Real Madrid Đó và mình vẫn chia sẻ với các bạn về cái ổ cắm điện Manhau V8 này nha các bạn nhé ha V8 này thì à, thực sự là các bạn cứ yên tâm luôn 12 thiết bị có thể kết nối Loại đồng 1,5mm đồng Đấy, chịu được nhiệt là 750 độ và tải là 4000 w các bạn yên tâm luôn là phòng chống cháy nổ là cực kỳ tuyệt vời à, bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng và bảo hành lên đến tận 1 năm số điện thoại mình để ở trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn À, các bạn mua một chiếc thì giá là 489.000 Còn các bạn mua hai chiếc thì giá là 968.000 Nhưng các bạn sẽ được tặng một chiếc ví da bò Có chữ ký của Vlog Minh Hải Còn bây giờ thì mình uh, xin được chia sẻ với các bạn Chiếc áo mà mình đang mặc Chiếc áo này rất là dễ đọc Nó có tên là Vicento Night Giá một chiếc là 349.000 Đấy Các bạn nhớ nhá Đây, mình uh, chia sẻ lại với các bạn uh, Để các bạn uh, có được thông tin Đó Các bạn thấy xịn không? rất xịn sò luôn đấy bền màu này không bị xù lông này chống nhăn này giữ form khi mà các bạn giật máy đấy là những cái đặc điểm rất là tốt Vicento Night là sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự tự tin người ta nói là dấu ấn của thành công là như vậy giá một chiếc là 349.000 các bạn mua hai chiếc thì giá chỉ còn 598.000 thôi đây chính là chiếc áo Vicento Night mà mình đang chia sẻ với các bạn. Chất vải là premium PK chất vải rất là xịn đây các bạn có thể nhìn thấy mình mặc ta. mình đứng xa xa thì các bạn nhìn nó rõ đó số điện thoại mình để trên logo 0889333300 website là vicento vn ở vicento vn thì các bạn có thể phối những cái combo các bạn thích áo phông áo sơ mi áo polo áo gì đó các bạn cứ phối vào sau đó là vicento sẽ ra cho các bạn à, quà tặng là như nào giảm giá là như nào cực kỳ tuyệt vời luôn Số điện thoại mình để trên logo các bạn nhá. 0889333300, website là vicento.vn và địa chỉ là 240 Kim Mã Hà Nội. Các bạn đến 240 Kim Mã Hà Nội thì các bạn nhớ đọc pass là Vlog Minh Hải để các bạn được giảm giá từ 30 đến 70% trên tổng hóa đơn. Bạn Hòa Nguyễn Văn của nó là Minh Hải nói rõ tại sao việc nhập quốc tịch cho cầu thủ Việt Kiều mà sao khó khăn vậy? Làm cho các cầu thủ Việt Kiều muốn về Việt Nam cũng nản luôn Mình trả lời bạn luôn là không Không có cái gì mà phức tạp Không có cái gì mà khó khăn quả Chẳng qua là họ không có được một cái uh, Họ không có được cái thông tin đầy đủ Để họ làm cái bộ hồ sơ đi thôi Philip Nguyễn thì mới gần đây bạn ấy mới về Và bạn ấy về đến đây thì bạn mới có thường chú nhân Và bạn ấy có thường chú nhân rồi Thì bạn ấy mới có thể nhập quốc tịch Việt Nam được Chứ không bao giờ chúng ta nhập quốc tịch Việt Nam Cho một người mà họ không về Việt Nam ở Đó chia sẻ với các bạn rất là đơn giản thế thôi hay là ví dụ như là tên cái quy định về tên quy định rất nhiều thứ nên là mình rất là mong mọi người là mọi người sẽ sẽ hiểu chứ đất nước của chúng ta đâu có gây khó khăn gì cho đồng bào mình đâu đúng không ạ bạn Đinh Văn Mạnh có nói là có dịp Minh Hải nói về võ Hoàng Bửu đi Hoàng Bửu hai năm đó ok bạn khám phá có hỏi là mình nên kiên nhẫn với ông Philip vì em thấy chiến thuật của ông ấy rất hay và phù hợp với việt nam mình chỉ cần theo ý đồ của ông là tự tin chơi bóng thì chúng ta sẽ hoàn toàn thành công mình nói luôn là cái lối chơi của ông Philip Chu này nó yêu cầu rất nhiều thời gian và nó yêu cầu rất nhiều những cái yếu tố ví dụ như là cầu thủ của chúng ta phải khỏe cầu thủ của chúng ta một đối một phải tốt cầu thủ của chúng ta phải to phải cao cầu thủ của chúng ta phải nhanh nhẹn nói chung là đấy là một sự phát triển à, một một sự phát triển hơn nữa bạn Trần Tài nói Anh Hải ơi của bóng vàng, vàng Việt Nam em thấy các cầu thủ chỉ sàn sàn ngang nhau chứ không có gì đặc sắc hay nổi trội hẳn không nổi trội chứ mình nghĩ là ví dụ như là Hoàng Đức Tuấn Anh hay là Phạm Tuấn Hải ấy, là đều là những cầu thủ mà chúng ta phải nhấn mạnh luôn là đấy là những cầu thủ thực sự khác biệt Thái Sơn là một trường hợp khác biệt nữa. Bạn Huy karaoke của nó là nói không phải nịnh chứ form dáng của chú còn chuẩn hơn thanh niên bọn cháu. À, mình cũng rất là tự hào. Sáng ngày hôm nay à, đứng lên cân thì chỉ còn có 68 à, cân rưỡi thôi. là mình cũng đã giảm được 5 cân trong khoảng tầm à, 3 tháng vừa rồi. Thực sự là mình cũng tập luyện, mình cũng à, ăn uống chế độ Cảm ơn bạn Huy Karaoke rất là nhiều. Hy vọng là tất cả chúng ta đều giữ gìn sức khỏe, hy vọng tất cả chúng ta đều mạnh khỏe. Các bác ai chưa like các bác nhớ like cho em nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trưa ngày mai thì em sẽ nếu không có những thông tin thời sự mới hơn thì em sẽ làm về của bóng vàng. Còn à, thật sự chiều ngày hôm nay em gần như không thể lấy được cái thông tin liên quan đến huấn luyện viên Manopunkin. Tất cả các hướng là bị gần như là bị đóng kín luôn. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ thì mình hải xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác trong những chương trình tiếp